Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, có một cái nghịch lý ở Việt Nam là những cái gì mà nó đã quý thì lại trở thành hiếm, và những cái gì hiếm thì giá lại cao, và những cái gì mà đã bị ngưng sản xuất rồi hoặc là chỉ còn bán ra với cái số lượng rất là ít thì bỗng dưng nó lại trở thành hàng hiếm và được săn đón. Thì đây là một cái tin khá là sốc, mà có thể nói là sốc tận óc. Quý vị và các bạn có thể tham khảo, đó là mẫu whey alpha 100 phân khối còn sót lại ở một số các cái đại lý, thì hiện nay nó được bán với cái mức giá ở trên trời, đó là 25 triệu đồng cho một cái cuộc tình như vậy. Theo khảo sát của Autobuy thì tại cái khu vực Hà Nội vào những cái ngày cuối tháng 8 thì whey alpha 150 vô cùng khan hiếm và gần như là chẳng có đại lý nào còn hàng. Tuy nhiên, nếu mà khách có nhu cầu thì có thể đặt tiền trước, đại lý sẽ là chuyển hàng từ các tỉnh về, nhưng mà cái mức giá thì cao, gọi là ngất ngưởng. Theo đó thì lượng xe whey alpha 100 được các đại lý chuyển về chủ yếu từ các cái tỉnh, những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng nghèo khổ, đó là như là các cái tỉnh như là Thanh Hóa, Bắc Giang, Cao Bằng, với cái mức giá khá là sốc, sốc tận óc luôn. Đó là các cái màu xanh, trắng, đỏ, đen thì được đại lý báo giá với khách hàng phổ biến ở cái mức là từ 21,5 đến 22 triệu đồng. Riêng whey alpha 100 màu cam thì cái màu đã ngừng sản xuất ở cái thế hệ mới, hiện được nhiều bạn trẻ gọi là săn đón, thì cái mức giá của nó là 24,5 đến 25 triệu đồng. Và với cái mẫu dạng mức giá này thì nó đang được bán ra cao hơn cái đề xuất của mẫu xe này trước đây tới 8 triệu đồng và cao gấp rưỡi chiếc whey alpha 110 ở cái thời điểm hiện tại. Thì chúng tôi cũng không biết nói cái lời nào hơn, có thể nói là cạn lời với Honda whey alpha. Đại diện một số đại lý Honda cho biết thì nguyên nhân khiến whey alpha 100 tăng vọt là do mẫu xe này đã ngừng sản xuất rồi, khiến lượng hàng thì ngày càng khan hiếm. Thì cùng với đó, nhiều người dùng thì đánh giá whey alpha 100 đẹp và bền hơn cái thế hệ mới, cho nên dù đắt sắt ra miếng, whey alpha 100 vẫn được nhiều người tìm mua. Riêng màu cam mà ở thế hệ mới không còn được sản xuất thì giá bán cao hơn cái màu thường là 3 triệu đồng, nhưng mà người ta vẫn sẵn sàng xuống tiền. Còn xét ở một cái khía cạnh khác thì sau khoảng hơn nửa năm bán thì whey alpha 110 đã nhận được cái sự tin yêu của khá là nhiều người tiêu dùng. Minh chứng là trong nửa đầu năm 2017 thì doanh số whey alpha 110 thì đạt là 161.000 xe và giữ cái vị trí thứ hai trong danh sách là 10 cái mẫu xe số bán chạy nhất Việt Nam. Trên thực tế thì sau khi thất bại với Super Dream 110 thì mẫu xe bị người tiêu dùng đã từng là chơi tơi bời kể từ khi ra mắt, thì whey alpha 110 là một cái thành công nho nhỏ của Honda khi mà cái mẫu xe này ngày càng được ưa chuộng. Và thực tế thì đã có một số các cái cuộc test thì whey alpha là tiết kiệm xăng rất là nhiều và được bán ra thì người tiêu dùng họ ưa chuộng và họ thích hơn là cái mẫu Sirius. Thì Honda whey alpha 100 thì trước đây nó được trang bị cái động cơ 4 kỳ dung tích 100 phân khối và công suất cực đại là 6,84 mã lực ở 8.000 vòng phút, còn mô men xoắn cực đại là 7 Newton-mét ở 5.500 vòng phút. Xe thì có cái chiều cao yên là 766 mm, bình xăng 3,6 lít và giảm xóc dạng giảm chấn thủy lực. Phía trước là ống lồng, còn phía sau là lò xo trụ. Thì đây là một cái thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Thì các bạn có nên mua cái mẫu xe whey alpha 100 hay không? Theo chúng tôi nghĩ là hoàn toàn không nên mua. Với một cái mức giá đội lên như thế thì chúng ta mua để làm gì? Mua để làm gì? Thì hy vọng rằng là với cái thông tin này thì quý vị và các bạn cũng sẽ tự biết để cân nhắc, bởi vì tiền ở trong túi các bạn thì các bạn muốn làm gì thì tùy các bạn. Tuy nhiên, với cái mức mà 25 triệu cho một cái cuộc tình này thì Xuân Duy nghĩ là quá đắt, quá chát, đó là chưa kể cái chi phí đăng ký nữa. Nên với cái số tiền đấy thì có thể thêm một vài triệu làm con future 125 phân khối chạy ngon cơm hơn, chứ đừng có dại dột mà lao đầu vào những các cái sản phẩm như vậy.
Rồi, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like cho video, chia sẻ cái video này cũng như là đăng ký kênh YouTube của Xuân Duy để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về thị trường xe máy và xe hơi tại Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, lỗ mỗi triệu đồng cho mỗi chiếc xe bán ra là mẫu xe nào của Honda? Thưa các bạn, đó là mẫu Honda Way Alpha 110. Hiện nay thì giá bán của dòng Way Alpha 110 tại các đại lý tại Hà Nội đang thấp hơn giá đề xuất từ 300.000 cho tới 1 triệu đồng, khiến các đại lý phải chịu lỗ. Mặc dù mẫu xe Way Alpha được ra mắt từ đầu năm 2017 và đây được cho là mẫu xe giá rẻ chủ lực, được Honda nâng cấp mạnh về phần động cơ từ dung tích là 100 phân khối lên 110 phân khối. Nhưng không lâu sau khi được mở bán với cái giá bán đề xuất là 17,8 triệu đồng, đắt hơn cái phiên bản cũ là 800 ngàn, nhưng mà Way Alpha 110 đã có nhiều phần lép vế hơn so với cái người đàn anh là Way 100. Cụ thể là giá bán của mẫu Way Alpha 110 2017 thì luôn thấp hơn mẫu 2016 từ 500.000 cho đến 1 triệu đồng, bất chấp việc Honda giảm giá để thanh lý Way Alpha 100. Mặc dù đã ngưng sản xuất thì thời điểm hiện tại Way Alpha 100 vẫn có giá cao hơn Way Alpha 110 từ 500 cho đến 1 triệu đồng cho mỗi chiếc xe. Và nhiều đại lý Honda cho biết dường như sự thay đổi trong thiết kế đã khiến cho mẫu xe Way kém cạnh tranh hơn so với các đối thủ khác trên thị trường. Xét theo khía cạnh người tiêu dùng thì mẫu Way Alpha 100 vẫn có thiết kế bắt mắt hơn so với mẫu Way 110 thế hệ mới. Một phần là người tiêu dùng đã quen với kiểu thiết kế của xe Way. Việc Way Alpha bất ngờ cong mềm mại đã khiến doanh số bán ra của các đại lý thấp hơn so với đời cũ. Và đây, nhiều người có thể liên tưởng đến việc là Way Alpha sẽ đi vào lối mòn, sẽ đi theo vết xe đổ của Honda Super Dream 110 khi mà việc cải tiến quá đà khiến người tiêu dùng họ không còn yêu thích, không còn nhận ra cái mẫu xe thần thánh Honda Dream từng là mơ ước một thời nữa. Theo khảo sát của chúng tôi thì một đại lý Honda nằm trên đường Xuân Thủy đang bán mẫu Way Alpha 110 là 17 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu đồng. Tại một số hệ thống đại lý bán lẻ khác như là Thắng Lợi hay Cường Ngân thì giá của Way Alpha là 17,2 triệu đồng. Một số đại lý khác thì còn áp dụng thêm các cái chương trình tặng kèm những các cái hiện vật. Ví dụ như là Vũ Hoàng Lê ở Hà Đông thì họ bán với cái mức giá là 17,4 triệu và tặng kèm cái mũ bảo hiểm trị giá 2 triệu đồng. Còn mẫu Way Alpha 100 thì họ đang bán là 18,1 triệu và chẳng có kèm cái quà tặng gì cả. Ngoài ra thì việc một chiếc Honda Way Alpha được xuất xưởng thì đại lý phải chịu lỗ từ 300 cho đến 1 triệu đồng. Đây là tâm sự của một chủ đại lý giấu tên. Và giống như Honda Winner thì mỗi chiếc Way Alpha 110 đến tay người tiêu dùng đồng nghĩa với việc thì đại lý phải nhận kèm, phải bán kèm, giống như là bán bia kèm lạc mà chúng tôi đã giới thiệu cái việc nhập xe của các đại lý ở những cái video trước đây. Một chủ đại lý tiết lộ. Trong khi đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bán của Way Alpha 110 vẫn đang ở mức khá cao. Cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh thì mẫu xe này đang dao động từ 21 đến 22 triệu đồng, nhưng mà đã bao gồm chi phí làm giấy tờ. Trong trường hợp nếu mà không bao gồm giấy tờ, tức là không bao giấy và không bao bảng số, thì giá bán của Way Alpha 110 tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh là từ 18,4 đến 19 triệu, tức là cao hơn giá đề xuất là từ 600 cho đến 1,2 triệu đồng. Mẫu Way Alpha 110 thì được trang bị động cơ xi lanh 4 kỳ, 1 xi lanh và dung tích là 109,1 phân khối, công suất cực đại là 8,2 mã lực tại 7.500 vòng phút và moment xoắn cực đại là 8,4 Nm ở 6.000 vòng phút cùng hộp số tròn 4 cấp. Theo tính toán của các kỹ sư Honda Việt Nam thì Honda Way Alpha 110 là tăng 17% công suất và tiết kiệm nhiên liệu 10% so với Way Alpha 100. Và Honda Way Alpha 110 thì gồm 5 màu sắc lựa chọn, trong đó có cái màu xanh nhạt. Tuy nhiên, với cái doanh số bán và mức bán như vậy thì quý vị có thể thấy rằng là hiện nay
một số những các cái dòng xe của Honda mà mới ra thì có lẽ là nó không bắt kịp được với cái xu hướng của thị trường, và đây cũng là một cái sự đáp trả từ người tiêu dùng. Bây giờ cái việc mà tiết kiệm nhiên liệu hay tăng công suất có lẽ cũng cần phải xem xét đến cái yếu tố hình thức, chứ đừng có vì nghĩ rằng là cải tiến là tiết kiệm nhiên liệu hơn rồi công suất khỏe hơn là người tiêu dùng họ đã lựa chọn, khi mà nhà sản xuất bỏ qua cái yếu tố là hình thức và mẫu mã của xe. Vì bây giờ thì đã qua rồi cái thời ăn no mặc ấm, mà người tiêu dùng họ đã chuyển sang cái thời không phải là ăn ngon mặc đẹp nữa, mà là ăn sung mặc sướng. Có nghĩa là cái gì mà họ cảm thấy là nó phải đẹp, nhưng mà nó phải sướng, sướng về cái mắt thẩm mỹ, sướng về nhiều thứ. Ngồi trên cái xe mà người ta nghĩ ồ cái xe đẹp quá, ồ wow. Chứ còn ngồi trên cái xe mà nó cục mịch, nhìn như một đống sắt, đống nhựa bọc sắt, mà trên đó rồi giới thiệu là xe khỏe, tiết kiệm nhiên liệu, thì đôi khi nhiều người họ cũng cũng không thực sự quan tâm. Thì đây là một cái bài học cho không chỉ riêng Honda mà đối với tất cả các hãng xe đang có trên thị trường. Rồi, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Xuân Duy. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, có một cái nghịch lý ở Việt Nam là những cái gì mà nó đã quý thì lại trở thành hiếm, và những cái gì hiếm thì giá lại cao, và những cái gì mà đã bị ngưng sản xuất rồi hoặc là chỉ còn bán ra với cái số lượng rất là ít thì bỗng dưng nó lại trở thành hàng hiếm và được săn đón. Thì đây là một cái tin khá là sốc, mà có thể nói là sốc tận óc. Quý vị và các bạn có thể tham khảo, đó là mẫu Way Alpha 100 phân khối còn sót lại ở một số các cái đại lý, thì hiện nay nó được bán với cái mức giá ở trên trời, đó là 25 triệu đồng cho một cái cuộc tình như vậy. Theo khảo sát của Autobuy thì tại cái khu vực Hà Nội vào những cái ngày cuối tháng 8 thì Way Alpha 150 vô cùng khan hiếm và gần như là chẳng có đại lý nào còn hàng. Tuy nhiên, nếu mà khách có nhu cầu thì có thể đặt tiền trước, đại lý sẽ là chuyển hàng từ các tỉnh về, nhưng mà cái mức giá thì cao, gọi là ngất ngưởng. Theo đó thì lượng xe Way Alpha 100 được các đại lý chuyển về chủ yếu từ các cái tỉnh, những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng nghèo khổ, đó là như là các cái tỉnh như là Thanh Hóa, Bắc Giang, Cao Bằng, với cái mức giá khá là sốc, sốc tận óc luôn. Đó là các cái màu xanh, trắng, đỏ, đen thì được đại lý báo giá với khách hàng phổ biến ở cái mức là từ 21,5 đến 22 triệu đồng. Riêng Way Alpha 100 màu cam thì cái màu đã ngừng sản xuất ở cái thế hệ mới, hiện được nhiều bạn trẻ gọi là săn đón, thì cái mức giá của nó là 24,5 đến 25 triệu đồng. Và với cái mẫu dạng mức giá này thì nó đang được bán ra cao hơn cái đề xuất của mẫu xe này trước đây tới 8 triệu đồng và cao gấp rưỡi chiếc Way Alpha 110 ở cái thời điểm hiện tại. Thì chúng tôi cũng không biết nói cái lời nào hơn, có thể nói là cạn lời với Honda Way Alpha. Đại diện một số đại lý Honda cho biết thì nguyên nhân khiến Way Alpha 100 tăng vọt là do mẫu xe này đã ngừng sản xuất rồi, khiến lượng hàng thì ngày càng khan hiếm. Thì cùng với đó, nhiều người dùng thì đánh giá Way Alpha 100 đẹp và bền hơn cái thế hệ mới, cho nên dù đắt sắt ra miếng, Way Alpha 100 vẫn được nhiều người tìm mua. Riêng màu cam mà ở thế hệ mới không còn được sản xuất thì giá bán cao hơn cái màu thường là 3 triệu đồng, nhưng mà người ta vẫn sẵn sàng xuống tiền. Còn xét ở một cái khía cạnh khác thì sau khoảng hơn nửa năm bán thì Way Alpha 110 đã nhận được cái sự tin yêu của khá là nhiều người tiêu dùng.
Minh chứng là trong nửa đầu năm 2017 thì doanh số của Enfa 110 thì đạt là 161.000 xe và giữ cái vị trí thứ hai trong danh sách là 10 cái mẫu xe số bán chạy nhất Việt Nam. Trên thực tế thì sau khi thất bại với Super Dream 110 thì mẫu xe bị người tiêu dùng đã từng là chơi tơi bời kể từ khi ra mắt thì Way Alpha 110 là một cái thành công nho nhỏ của Honda khi mà cái mẫu xe này ngày càng được ưa chuộng. Và thực tế thì đã có một số các cái cuộc test thì Way Alpha là tiết kiệm xăng rất là nhiều và được bán ra thì người tiêu dùng họ ưa chuộng và họ thích hơn là cái mẫu Sirius. Thì Honda Way Alpha 100 thì trước đây nó được trang bị cái động cơ 4 kỳ dung tích 100 phân khối và công suất cực đại là 6,84 mã lực ở 8.000 vòng phút, còn mô men xoắn cực đại là 7 Nm ở 5.500 vòng phút. Xe thì có cái chiều cao yên là 766 mm, bình xăng 3,6 lít và giảm xóc dạng giảm chấn thủy lực. Phía trước là ống lồng, còn phía sau là lò xo trụ. Thì đây là một cái thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Thì các bạn có nên mua cái mẫu xe Wenfa 100 hay không? Theo chúng tôi nghĩ là hoàn toàn không nên mua. Với một cái mức giá đội lên như thế thì chúng ta mua để làm gì? Mua để làm gì? Thì hy vọng rằng là với cái thông tin này thì quý vị và các bạn cũng sẽ tự biết để cân nhắc, bởi vì tiền ở trong túi các bạn thì các bạn muốn làm gì thì tùy các bạn. Tuy nhiên với cái mức mà 25 triệu cho một cái cuộc tình này thì Xuân Duy nghĩ là quá đắt, quá chát, đó là chưa kể cái chi phí đăng ký nữa, nên với cái số tiền đấy thì có thể thêm một vài triệu làm con future 125 phân khối chạy ngon cơm hơn, chứ đừng có dại dột mà lao đầu vào những các cái sản phẩm như vậy. Rồi, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like cho video, chia sẻ cái video này cũng như là đăng ký kênh YouTube của Xuân Duy để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về thị trường xe máy và xe hơi tại Việt Nam.